Thưa quý vị, có những vụ việc tài xế xe tải tránh xe máy thành công, nhưng cũng có những tình huống tài xế không thể né tránh đã tông vào người lái xe máy. Sau đây là một tình huống như thế. Sự việc xảy ra tại Bắc Ninh. Trong clip, chiếc xe tải bẻ lái sang trái để tránh xe máy trước mặt. Ngay sau đó, tài xế lại bẻ lái sang phải, va chạm với chiếc xe máy khiến người điều khiển ngã văng vào giải phân cách. Vụ va chạm khiến tài xế xe ô tô phía sau bị bất ngờ nhưng kịp thời tránh né. Tiếp theo là sự việc xảy ra vào giữa tháng 6 vừa qua, được camera hành trình của ô tô ghi lại, thu hút sự chú ý của cộng đồng mạng. Vẫn là một tình huống xe máy rẽ đột ngột, đưa các bác tài vào thế khó. Hình ảnh trong đoạn clip cho thấy thời điểm này trên đường có khá đông phương tiện di chuyển. Khi đến giữa ngã ba, một người đàn ông chạy xe máy phía trước đầu ô tô, bất ngờ bật xi nhan trái rồi rẽ đột ngột. Trước tình huống này, tài xế vội đánh lái tránh xe máy khiến xe ô tô lao sang làn đường ngược chiều, đối đầu trực diện với xe tải đang tiến đến. Tuy vậy, tài xế tiếp tục cho xe chạy qua làn đường này và lách sang khoảng đất trống một cách an toàn. Theo dõi đoạn clip, cộng đồng mạng cũng không khỏi thót tim trước cảnh tượng nguy hiểm trên. Nhiều người dành lời khen ngợi cho sự bình tĩnh và phản ứng nhanh nhạy của tài xế xe ô tô. Đây cũng là tình huống dẫn đến xe tải lật nghiêng do tránh xe máy. Cụ thể, theo clip ghi lại, khi một chiếc xe container vừa đi qua trạm thu phí làn bên phải màn hình, thì từ làn dành cho xe máy, có một người đàn ông điều khiển xe máy đi cùng chiều cũng vượt lên và có dấu hiệu rẽ trái để sang đường. Thế nhưng, đúng lúc đó, ở làn thu phí không dừng bên cạnh, có chiếc xe tải đang chở đầy sỏi đi tới với tốc độ cao. Thấy người đi xe máy, tài xế xe tải đánh lái và thắng gấp. Hậu quả là chiếc xe bị lật nhào, vật liệu trên xe đổ tràn ra đường, đè lên người đi xe máy. Thế nhưng người chia sẻ clip lên mạng xã hội, thật may mắn vụ tai nạn không xảy ra thiệt hại về người. Tài xế xe máy chỉ bị xây xát nhẹ.